Thầy, quý sư cô cùng toàn thể Việt Nam tín nữ đến tham dự cái khóa tu thiền thất ngày hôm nay tại Thiền viện Trúc Tông Paris. Như sáng nay thì chúng ta đã được thượng viện chủ làm lễ khai mạc khóa tu và đã truyền cái bát văn trai giới cho quý vị rồi. Thì quý vị chắc có lẽ là trong này một số quý vị cũng đã từng quen thuộc với tu tập một ngày bát quan trai giới, thì quý vị sẽ biết được cái phước báo và cái công đức nó sẽ vô lượng như chừng nào. Bình thường chúng ta đến chùa thì chúng ta sau một thời gian tu học tìm hiểu giáo lý và chúng ta đã được quy y Tam Bảo để làm cái nơi nương tựa chân chánh và có cái con đường đi rõ ràng rồi, có thầy, có tổ và có giáo pháp, thì sau đó thì chúng ta bắt đầu tiến thêm một bước cao hơn, tức là chúng ta thọ trì năm giới. Thì thật ra năm giới ở đây chỉ là cái phương tiện hay là một cái cách, một cái hàng rào nó giúp cho chúng ta thăng tiến dễ dàng và thành tựu tốt đẹp hơn trên cái con đường tu tập giải thoát giác ngộ. Nhưng mà cái hiệu quả trước mắt mà chúng ta có thể đạt được là chúng ta có được một cái cuộc sống tự tại, thảnh thơi và an lạc trong cái đời sống hiện tại ngay bây giờ. Đó, rồi đó là tất cả những vị khi mà chúng ta sống trong cái đời sống tại gia. Vì cái gia duyên ràng buộc, vì công ăn việc làm, vì đối nhân xử thế, do đó chúng ta chỉ có thể thọ trì được cái năm giới bình thường mà thôi. Thật ra nói công đức thọ trì năm giới đó mà quý vị thọ trì rốt ráo thì được giới nào là đã có cái công đức ở cái giới đó rồi. Còn khi mà chúng ta có cơ hội nhiều hơn nữa, chúng ta bắt đầu dành ra một ngày và chúng ta có thể tới chùa, tu viện hay là các đạo tràng thanh tịnh để xin thọ trì tám giới, hay là chúng ta tăng thêm một tầng, bước lên tầng cao hơn. Thì như vậy, một ngày một đêm quý vị tu bát quan trai giới, tức là tám giới, như sáng nay chúng ta đã thọ trì, thì công đức có thể là tương đương với một năm quý vị tu tập với năm giới ở ngoài thế gian. Và nếu ngày hôm nay chúng ta trong cái thiền thất này chúng ta phát nguyện tu tập trọn vẹn một tuần lễ, thì như vậy quý vị sẽ là tối thiểu là quý vị tu 7 năm ở ngoài thế gian. Do vậy mà để cho cái hiệu quả tu tập của chúng ta nó được lợi lạc và nó được thành tựu viên mãn, thì chúng tôi xin thông qua cho quý vị cái thời khóa tu tập cũng như một số những cái điều mà chúng ta cần cố gắng tuân thủ để cho nó giúp cho việc tu tập của bản thân chúng ta và của đại chúng được hiệu quả và lợi lạc hơn. Thì trước hết nói về cái thời khóa, thì bởi vì đại đa số của chúng ta trong cái khóa tu này và chiếm khoảng 90% là chúng ta đã quyết định thanh lọc cả thân và tâm. Thành ra cái thời khóa nó sẽ có cách giảm bớt một cái phần nấu nướng hay là ăn uống. Do đó chúng ta sẽ có nhiều cái thời gian hơn cho các cái thời khóa công phu khác. Do vậy mà chúng tôi mới sửa đổi cái thời khóa lại một tí xíu cho nó phù hợp. Thưa quý vị, sáng ra thì chúng ta sẽ thức dậy lúc 5 giờ và khi 5 giờ thì quý vị sẽ nghe một người quản chúng đi sẽ thỉnh 3 tiếng chuông lớn ở mỗi cái khu liêu phòng. Ở đây thì chúng ta sẽ có 3 nơi. Một nơi ở trên chánh điện này, quý vị nào ngủ trên chánh điện này thì khoảng chừng 3-4 giờ là quý vị phải dậy rồi, khỏi cần phải thức.
Tại sáng sớm thì Hòa Thượng Việt Chủ sẽ lên đây công phu sáng vào khoảng 4 giờ, 3 giờ rưỡi, 3 giờ 45 cho tới 4 giờ là Ngài có ở đây rồi. Do đó tất cả những quý vị nam ngủ trên này thì 4 giờ là phải dậy thôi. Còn quý vị nữ mà ngủ ở dưới lưu phòng thì khoảng 5 giờ thì chúng ta sẽ nghe 3 hồi chuông lớn và chúng ta phải thức dậy, chúng ta làm vệ sinh cá nhân trong vòng nửa tiếng. Sau đó thì 5 giờ 45 quý vị tề tựu về cái Đại Hùng Bảo Điện, tức là khu chánh điện này, thì chúng ta sẽ làm lễ tam bảo, hay là chúng ta sẽ lễ khí công khoảng chừng 15 cho tới 20 phút. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ ngồi tĩnh tâm thiền tọa để thanh lọc tâm của mình. Rồi sau khi chúng ta ngồi tĩnh tâm xong buổi sáng khoảng 7:30, chúng ta xả thiền xong thì chúng ta sẽ xuống để mà phụ giúp. Tức là tất cả những người nào mà sáng, quý vị mà chưa đi vệ sinh được thì quý vị tranh thủ trong khoảng thời gian đó mình đi vệ sinh. Rồi sau đó là những người còn lại sẽ xuống để phụ rửa và xay chuẩn bị tất cả những cái thứ thức uống cho mình để mình làm cái công việc thanh lọc thân của mình trong suốt một ngày. Từ khoảng 7 giờ 45 cho tới khoảng 8 giờ rưỡi thì chúng ta sẽ xong cái việc này. Quý vị nghỉ ngơi trong vòng 15 phút và 8 giờ 45 thì chúng ta sẽ tập trung về lại chánh điện này để chúng ta học pháp. Sau một tiếng chúng ta học pháp thì chúng ta sẽ nghỉ 15 phút và sau đó thì chúng ta sẽ đi thiền hành và tập thể dục khí công ở bên ngoài khoảng 1:30. Sau khi chúng ta trở về thì chúng ta nghỉ khoảng chừng 15 phút cho tới nửa tiếng thì chúng ta sẽ có cái giờ ăn cơm trưa trong im lặng. Thì đại đa số chúng ta là chúng ta đã thanh lọc thì như vậy chúng ta mỗi người có một cái chai nước, hay là chúng ta sẽ lấy thêm một chén nước lọc, nước ấm nữa, và chúng ta cũng làm cái nghi thức cũng buổi trưa tập trung với nhau lại trong trai đường. Và thay vì chúng ta ngồi chúng ta ăn cơm thì bây giờ chúng ta sẽ ngồi chúng ta uống nước hay là nhai nước trong khoảng 15-20 phút. Rồi sau đó thì chúng ta dọn dẹp và chúng ta nghỉ trưa. Sau khi chúng ta nghỉ trưa xong thì chúng ta sẽ thức dậy vào khoảng 2 giờ và chúng ta sẽ tiếp tục ngồi tĩnh tâm để thanh lọc cái tâm của mình, tập nhận ra những cái tâm hành mà bất an xưa nay nó nằm ẩn sâu ở trong cơ thể mình và nó gây rối loạn những cái sinh lý hay là vật lý bệnh tật của chúng ta. Sau khi chúng ta ngồi tĩnh tâm, chúng ta sẽ được nghỉ khoảng nửa tiếng. Thì như vậy, quý vị có thể trong cái khoảng thời gian nghỉ buổi trưa hay là nghỉ khoảng này thì quý vị có thể là sắp xếp là tắm rửa. Rồi 3:30 thì chúng ta sẽ tập trung lại ở chánh điện này và chúng ta học pháp cho tới 4:30. Sau đó thì 5 giờ chúng ta sẽ đi thiền hành và tập thể dục dưỡng sinh ở bên ngoài cho tới 6 giờ. 6 giờ thì chúng ta về và cũng vậy. Buổi chiều thì ở đây là cái giờ tự do, chúng ta không cần phải tập trung trở lại ở trai đường. Những người nào mà quý vị muốn dùng nhẹ buổi chiều thì quý vị có thể tập trung lại trong cái nhóm 1-2 người nào đó. Quý vị có thể xuống nấu ốc meo làm cái buổi chiều nhẹ. Còn nếu bình thường những vị mà đang thanh lọc thì quý vị có thể là lấy nước ấm về lưu phòng của mình uống, hay là quý vị cũng có thể ngồi trong trai đường uống cũng được. Còn những vị nào mà có đăng ký để trị liệu, để thanh lọc thằng máy thì quý vị cũng đăng ký với chị Thùy Dương hay là chị Trân Hạnh Phúc để chúng tôi lên cái danh sách cho nó theo thứ tự, nó thuận lợi cho tất cả đôi bên.
hay là tất cả những vị nào mà muốn theo học cái những cái phương pháp mà không dùng thuốc để mà trị liệu bệnh cho mình hay là cho những người thân, thì quý vị có thể cũng phải đăng ký để chúng tôi sắp xếp chỗ. Và những người nào đăng ký là bệnh nhân thì ở đây bây giờ vì chúng ta không có thời gian nhiều, do đó chỉ ưu tiên cho những người nào bệnh mãn tính và rất là nặng nha, thì lúc đó chúng ta cũng đăng ký để chúng tôi sắp xếp cái thời gian cho nó hợp lý. Sau đó thì 7 giờ chúng ta sẽ tập trung trở lại chánh điện này, và chúng ta sẽ có cái phần tham vấn cũng như là sẽ chiếu lại cho quý vị coi cái hình ảnh chúng ta sinh hoạt tu tập trong một ngày, để chúng ta thấy những cái nào mà chúng ta còn thiếu sót thì chúng ta sẽ điều chỉnh ngay lập tức cho nó kịp thời. Và như vậy thì cái sự tu tập của chúng ta nó mới có được cái sự tiến bộ. Sau giờ tham vấn thì chúng ta sẽ có cái lễ sám hối buổi tối, thì chúng ta sẽ trở lại chánh điện này sau khi nghỉ giải lao 15 phút nửa tiếng, thì chúng ta sẽ trở lại chánh điện này, chúng ta làm lễ sám hối. Sau đó thì đến 9 giờ thì chúng ta lại tập trung về đây để chúng ta ngồi tĩnh tâm một lần nữa, buông thư hết để chúng ta giúp cho cả thân và tâm chúng ta được đào thải độc tố, thanh tịnh an ổn, và chúng ta đi vào cái giấc ngủ lúc 10 giờ. Thì sau 10 giờ thì mong rằng tất cả quý vị theo đúng cái thời khóa của mình, và cái thời khóa này sẽ được dán ở chánh điện, dán ở nhà ăn cũng như dán ở tất cả các lưu phòng để quý vị theo đó mà thực hành cho nó đều đặn. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là một vài cái chi tiết hơi nhỏ nhỏ, nó liên quan đến vấn đề thực tập của chúng ta, nhưng mà nó cũng rất là quan trọng và nó giúp cho quý vị sẽ có cơ hội nhìn kỹ hơn và thực tập tốt hơn. Và cái năng lượng nó sẽ được tích tụ sung mãn hơn. Điều thứ nhất là như quý vị biết rằng trong thời gian này chúng ta muốn thanh lọc thân và tâm. Khi chúng ta thanh lọc thân thì chúng ta đang cố gắng không đưa vào những cái thực phẩm thô, hay chúng ta không muốn đưa chất độc vào cơ thể chúng ta nữa. Do đó chúng ta đang sử dụng những cái nước rau củ. Do vậy mà có một số những quý vị mà thường quen ăn một ngày 2 hay 3 bữa, thì như vậy cơ thể ngày đầu nó có thể nó chưa có thích nghi quen, thì quý vị sẽ thấy nó hơi chậm lại một tí xíu nha. Thành ra tuyệt đối trong cái khóa tu này chúng ta sẽ cố gắng, chúng ta sẽ giữ im lặng tuyệt đối. Quý vị không cần chào hỏi nhau, nếu gặp nhau á có thể là xá chào là đủ rồi. Có khi quý vị cũng không cần nữa, tại vì chỉ có ngày đầu tiên khi mình mới gặp nhau lần đầu tiên mình chưa biết thì mình gặp mình xá chào. Còn sau này trong những ngày kế tiếp thì quý vị đã biết nhau rồi thì quý vị cũng không cần xá chào nhau nữa, tại vì mình muốn để cái thời gian công phu của mình và mình chuyên chú. Thành ra tất cả mọi cái thời gian chung trong đại chúng cũng như là thời gian riêng của quý mình thì mình có thể tranh thủ những cái thời gian đó là cái thời gian công phu của mình. Mình không cần phải để cho cái sáu căn của mình nó bị dính mắc ở ngoài, mà mình cố gắng quay vào bên trong càng nhiều càng tốt. Và như vậy nó sẽ giúp quý vị bảo tồn được cái năng lượng của mình, cũng như nó sẽ hấp thụ thêm cái năng lượng của vũ trụ vào để hỗ trợ cho việc tu tập của mình. Thì đó là điều thứ nhất. Chúng ta chỉ có thể tất cả mọi người nên có một cái miếng giấy nha, trong túi, hay là quý vị sẽ mỗi nơi sẽ để cho quý vị một ít giấy nhỏ nhỏ và mấy cái viết. Khi mà quý vị có một cái gì thắc mắc trong đầu, có một cái câu hỏi gì, quý vị chạy tới viết vào miếng giấy, bỏ túi mình cất liền, sau đó buông nó ra, không có cần phải suy nghĩ, không cần phải hỏi liền. Thì như vậy khi quý vị buông lỏng nó ra như vậy, có thể một lát chiều hay là tối hay là sáng sớm quý vị ngủ dậy, quý vị sẽ có cái câu trả lời ngay lập tức. Thành ra như vậy mình không phải để cho nó lăn xăng cái đầu của mình, cũng như mình không có hỏi linh tinh.
Rồi sau khi đó đến ngày cuối ngày trong cái khoảng 7 giờ đến 8 giờ thì mình có cái giờ tham vấn, thì quý vị có thể đưa hết tất cả những cái câu hỏi nó lên và chúng ta sẽ giải đáp cho cùng hết đại chúng nghe luôn. Thì như vậy nó sẽ được lợi lạc hơn và đồng thời nó cũng tiết kiệm cái năng lượng của quý vị, không phải suy nghĩ, không phải nói nhiều, nó tiêu hao. Cái điểm thứ ba nữa là khi quý vị đi đứng cố gắng đi chậm rãi thẳng thơi, và chúng ta sẽ thực tập cái này sẽ nhắc lại, chúng tôi sẽ nhắc lại khi mà chúng ta bước ra ngoài để chúng ta thực tập cái thiền hành ở bên ngoài, hay là khi chúng ta đi kinh hành trong cái chánh điện này vào những ngày mà trời mưa, thì làm sao làm mỗi một bước chân của chúng ta phải thực sự là vững vàng, an lạc và thẳng thơi. Chúng ta có thể vừa đào thải được cái độc tố ra bên ngoài và chúng ta vừa có thể hấp thụ năng lượng của vũ trụ vào ngay trong từng bước chân, từng hơi thở và cái nụ cười thảnh thơi của chúng ta. Do vậy mà chúng ta không cần phải gấp rút, chúng ta không cần phải lăn xăng để cho nó bị hao tốn năng lượng và chúng ta bị thất niệm thì nó lại càng hao tốn năng lượng nhiều hơn. Cũng như nó sẽ tránh bớt những cái điều không may cho chúng ta khi chúng ta không có giữ được cái chánh niệm hay là khi chúng ta lăn xăng quá. Đây là cơ hội, là môi trường rất tốt cho quý vị để tập lại, chỉnh lại những cái thói quen, những cái tập khí ở ngoài thế gian của mình lâu nay. Và một điểm kế đến nữa là khi quý vị đến trước tất cả những cái phòng nào, phòng lưu, phòng mình ở hay là ở chánh điện này, xin quý vị lưu tâm là giày dép của mình. Xin quý vị lưu tâm là giày dép của mình phải để cho nó ngay ngắn nha, không cần, tức là mình để từng cái đôi dép của mình phải ngay ngắn, và có thể giữa đôi này với đôi kia mình để cách nhau vài ba phân để khi mà mình đi ra mình lấy thì nó sẽ không đục, làm xúc xịt của những người xung quanh. Và nếu như mình thấy một người bạn đồng tu của mình mà chưa làm ngay như vậy thì ngay lúc đó mình sẽ giúp người ta điều chỉnh lại. Và cứ như vậy thì mỗi người tự soi lấy mình, và mỗi lần mà mình bỏ đôi dép trước khi mà mình bước vào phòng nên quay trở lại nhìn nó một cái cho nó ngay ngắn. Và khi mình bước ra cũng vậy, mình cũng phải tập chánh niệm tỉnh giác và bước cho nó, lấy đôi dép xong bước ra đừng có đá đục và những cái đôi dép xung quanh lân cận làm cho nó mất trật tự. Thì bên ngoài như thế nào thì bên trong tâm quý vị sẽ như vậy, và đây là cái điều kiện thuận lợi nhất cho chúng ta thực tập từ từ đem cái ánh sáng chánh niệm và sự tỉnh giác vào trong mọi các hoạt động trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Thì quý vị sẽ thấy từ từ cái cuộc sống của quý vị nó sẽ ngăn nắp gọn gàng, cái đầu quý vị nó cũng thông dong tự tại, nó không có bị rối rắm. Rồi sau khi chúng ta ngủ dậy cũng vậy, mền gối, chăn, áo, quần chúng ta cũng phải xếp lại cho nó gọn gàng nha. Tất cả những cái dụng cụ trong nhà bếp khi chúng ta sử dụng xong cũng vậy, rửa, phơi, lau cho khô sạch sẽ và để đâu đó gọn gàng. Bởi vì cái nhà bếp ở đây thì nó cũng nhỏ, do đó khi mà chúng ta vào thì chúng ta phải nhìn trước ngó sau, tránh lối đừng để cản đường. Và khi chúng ta làm cái gì cũng vậy, tức là chúng ta cũng phải dọn trước ngó sau để cho tất cả mọi công việc trong thiền viện nó được chạy một cách nhẹ nhàng, thông dong. Rồi về vấn đề tắm giặt thì như chúng tôi đã nhắc, chúng ta có những cái thời nghỉ khoảng chừng nửa tiếng, và buổi trưa chúng ta có cái thời gian khá nhiều. Thành ra nếu những quý vị nào mà có tắm rửa thì chúng ta cũng sắp xếp chúng ta tắm rửa vào giờ buổi trưa cho tới khoảng trước cái giờ phát thoại của chúng ta. Sau 3 giờ, 4 giờ thì quý vị cố gắng đừng có tắm rửa, bởi vì nó sẽ không có tốt cho quý vị trong cái thời gian trời lạnh nói riêng. Và quý vị tập quen như vậy thì sau này khi mà về nhà chúng ta cũng vậy, chúng ta sẽ tập đừng có tắm chiều, đừng có tắm tối, mặc dù chúng ta có nước ấm hay là mặc dù chúng ta có ở trong cái phòng ấm áp đàng hoàng, nhưng mà nó cũng không có tốt cho sức khỏe quý vị.
Thì cái điều này chúng ta sẽ học kỹ hơn trong khóa tu. Rồi kế đến nữa là khi mà chúng ta uống nước ha, khi mà chúng ta uống cái nước rau củ để thanh lọc, thì như vậy quý vị cố gắng là uống thiệt chậm, và chúng ta sẽ dành thời gian nhiều cho nó vào cái buổi trưa ha, vào buổi trưa trong cái thời mà ngọt trai buổi trưa thì chúng ta ngồi và chúng ta vừa ngọt vừa nhai thật kỹ. Thì trong cái công thức này chúng ta có bốn cái loại rau củ. Cái loại thứ nhất là củ cải đen, củ cải trắng màu vỏ đen, thì quý vị chỉ cần một phần thôi ha. Cái thứ hai là cái củ cần tây, thì chúng ta cần ba phần. Củ cà rốt chúng ta cũng cần ba phần. Và cuối cùng là cái củ dền, chúng ta sẽ cần đến 9 phần. Thì như vậy tỷ lệ là 9-3-3-1. Trong trường hợp những người mà bị bệnh về gan nặng, sơ gan, viêm gan siêu vi hay là ung thư gan, thì chúng ta thêm một củ cải tây nhỏ nữa. Nhưng mà ở đây thì chúng ta đại chúng, chúng ta không có cái này ha. Và ở đây thì bây giờ mình chỉ làm thanh lọc tổng quát cho làm sạch sẽ cái thân của mình, cũng như là giúp cho quý vị có một số những cái bệnh nan y nhẹ, chẳng hạn như mỡ trong máu, tiểu đường, cao huyết áp, máu bị đông, máu bị đặc, vân vân, hay là những cái bệnh mà chàm, lát, lở, đói, eczema. Thành ra chúng ta sẽ chưa cần đến các cái loại trà. Ha, chúng ta chưa cần đến các loại trà, nhưng mà đối với những người bị mà đã có bị ung thư rồi hay là đang trong cái liệu trình để điều trị ung thư, thì chúng ta cần thêm các loại trà này. Thì nó sẽ có hai cái loại trà để hỗ trợ là trà gan và trà thận. Thì nếu mà quý vị bị những cái bệnh nan y mà nó quá lâu rồi mà người mệt mỏi, uống thuốc nó không có ổn định được, thì chúng ta có điều kiện ở nhà, chúng ta cũng nên kiếm thêm những cái loại trà này để uống, để cho nó hỗ trợ thêm. Thì như quý vị thấy trong cái công thức chính của cái nước rau củ này, thì hầu như tất cả những cái loại rau củ này, đặc biệt là cái củ cải, nó có cái khả năng tẩy rửa thanh lọc rất là mạnh, do đó chúng ta chỉ cần một cái lượng rất ít thôi ha. Và nó có khả năng tẩy rửa từ trên xuống dưới, tùy theo chúng ta phối hợp với cái loại dược thảo nào với nó. Tức là từ đường hô hấp, tuần hoàn, cho tới hệ bài tiết, hệ tiêu hóa. Rồi cái củ cần tây thì nó cũng hỗ trợ thêm một phần. Cái củ cần tây nó hỗ trợ thêm một phần nữa. Và ngoài cái phần là hỗ trợ cho việc đào thải hết tất cả những chất dịch nhầy, những chất cặn bã trong cơ thể chúng ta, nó là bắt đầu thêm cho chúng ta một số lượng những chất khoáng, chất mineral. Rồi sau đó là cà rốt và củ dền, thì đây nó vừa cho chúng ta cái năng lượng ha, bởi vì nó bắt đầu nó sẽ có một số chất đường, chất đạm, và ngoài ra nó cũng có khả năng tẩy rửa cũng như cung cấp những cái loại chất khoáng, những loại muối khoáng cho chúng ta. Thành ra với sự phối hợp của bốn loại rau củ này thì nó vừa có cái khả năng để giúp đào thải, đẩy ra hết tất cả những cái chất dịch nhầy cũng như những cái cặn bã mà nó đã đóng ở trong cơ thể chúng ta, trong đường hô hấp, trong đường tuần hoàn, trong đường tiêu hóa và trong cái hệ bài tiết của chúng ta. Thậm chí nó có khả năng thanh lọc trong cái hệ miễn dịch, hệ bạch huyết và cái hệ thần kinh của chúng ta nữa. Và để kết hợp với cái sự thanh lọc về thân vật lý này,
để chúng ta giúp một phần trong cái thay đổi về cái nội tiết tố hay là những cái phản ứng sinh học trong cơ thể chúng ta, đó là nó giúp qua cái phần sinh lý học, và từ đó thì nó sẽ hỗ trợ một phần cho cái phần chuyển hóa thanh lọc trong cái tâm lý học, mà cái phần chủ yếu nhất tức là chúng ta sẽ đi vào cái thời khóa thực tập. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy trong một ngày chúng ta có đến 3 thời tĩnh tâm để thanh lọc cái tâm của chúng ta. Thành ra đây là một cái sự phối hợp nhịp nhàng để cho nó thanh lọc từ trong ra ngoài, từ thô tới tế. Rồi khi mà chúng ta bị những cái bệnh nặng thì chúng ta phải phối hợp thêm những cái loại trà này để làm gì? Để cho nó giúp cho hỗ trợ thêm trong vấn đề là ổn định cái tâm lý, hay là giúp cho vấn đề đào thải chất độc trong cái thân vật lý và sinh lý của chúng ta nó nhanh hơn tí xíu nữa. Thì như vậy trong cái trà để tẩy độc gan, nó còn gọi cái trà C, cái tiếng này á, nó là từ của cái bậc thánh. Thì tại sao? Tại vì ngày xưa những bộ lạc da đỏ, những cái người trong thời kỳ cổ đại, người ta thường dùng những cái cây này ở trong rừng để làm các cái lễ, để coi như đây là một cái nghi thức tẩy tịnh, giống như chúng ta sử dụng nhang trầm hương hay là những cái trầm hương chúng ta đốt để chúng ta cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát, hay là làm lễ tẩy tịnh trong những cái khóa lễ. Thành cái cây này nó cũng có cái khả năng như vậy. Nó khác với những cái loại thuốc nghiện, chẳng hạn như một pin heroin hay là cần sa, nó không có gây nghiện, nhưng mà nó có khả năng làm cho cái tâm của chúng ta nó được nhẹ nhàng, thanh thoát, và nó đưa chúng ta lên một cái tầng cao hơn, nó làm cho nó hưng phấn hơn, để hỗ trợ cho những bệnh nhân bị bệnh nan y hay bệnh nặng. Thì như vậy thường là bị trầm cảm, thường bị bất an, thường bị lo lắng và nó không có cái năng lượng, thì cái trà này nó sẽ giúp cho cái việc đó. Và bên cạnh đó thì nó còn có thêm 4 cái loại khác nữa. Cái loại thứ nhất là cái St. John Wort này, thì thường trong tất cả những pharmacy, đặc biệt là của Đức, cái nguồn gốc này là người Đức sử dụng nhiều nhất, sau đó là tới người Mỹ. Thì cái này là người ta sử dụng để điều trị cho những người bị trầm cảm. Những người bị bệnh trầm cảm tức là cái thần kinh của người ta nó suy sụp trầm trầm. Do vậy cái trà này, cái dược thảo này cũng giúp thêm một phần để hỗ trợ cho cái vấn đề tâm lý của chúng ta được ổn định, được mạnh mẽ hơn. Còn cái peppermint là cái form này á, thì quý vị thấy trong các cái trà hay là trong các cái kẹo ngọt của chúng ta, thì cái này nó sẽ làm the the, và nó làm cho cái đường hô hấp của chúng ta nó được nhẹ hơn, nó thanh hơn, và nó giúp cho cái củ cải, nó giúp cho cái củ cải để làm sạch những cái chất dịch nhầy ở đường hô hấp trên. Thì như vậy khi nó làm sạch cái đường hô hấp trên của chúng ta, bớt những cái dịch nhầy, thì như vậy cái đường ống thở của chúng ta nó sẽ rộng rãi hơn, cái lượng dưỡng khí vào nó sẽ nhiều hơn. Và đây là một cái nguyên nhân gây bệnh khi chúng ta không hít thở sâu, hay là khi chúng ta bị quá nhiều cái dịch nhầy ở trong ống phổi, ở trong đường hô hấp, thì cái này nó sẽ giúp khai thông cái đường phía trên. Còn cái thơm này là cái mà mình thường thấy ở trong dầu cù là, trong dầu nóng, thì nó như vậy nó sẽ giúp để làm ấm. Cũng vậy, nó sẽ làm khai thông, tan hết những cái dịch nhầy ở trong đường tiêu hóa, đường ruột của chúng ta, hay là trong cơ bắp của chúng ta. Thành ra cái này nó sẽ giúp ở đường dưới và đường ngoài. Đó. Thành ra tất cả những loại trà này nó sẽ hỗ trợ thêm cho 4 cái loại rau củ ở trên. Và nó đi vào gan là chủ yếu. Cái loại thứ hai nữa là loại trà thận. Thì khi chúng ta bị bệnh nặng thì gan và thận thường bị suy kiệt, thường bị bế tắc và độc tố nó tích tụ rất nhiều. Thành ra chúng ta cũng cần thêm một cái trà thận. Hay là đối với những người mà sau khi đã uống cái trà thận này với trà gan phối hợp 3 tuần lễ xong, thì cái trà thận này có thể ngưng.
và chỉ uống cái trà gan không thôi. Trà gan thì nó kéo dài được, bởi vì cái gan thì chúng ta phải tiếp xúc với độc tố và những cái thức ăn, thức uống, những cái chất độc thường xuyên. Do đó nó cần phải được bảo vệ cẩn thận nhiều hơn. Thì trong cái trà thận, quý vị thấy cũng tương tự như vậy. Nó sẽ có cái central nervous và nó giúp làm cho hưng phấn cái thần kinh của chúng ta. Nó sẽ hỗ trợ ở cái tầng cao là cái tầng tâm lý. Rồi sau đó chúng ta sẽ có cái cái hostel, tức là cái rau, cái cây cỏ đuôi ngựa nha. Rồi cái stinging nettle này là cái cây ọt ti, cái cỏ ngứa của mình ở đây. Thì hai cái này nha, hai cái này thì nó vừa giúp lập gan và thận, nó làm thanh lọc cả gan và thận. Cái cỏ nose grass này, tức là nó cũng giúp thêm một tầng để giải tỏa luôn cả những cái độc tố trong cơ bắp của mình, cũng như trong cái hệ thần kinh của mình nha, nó không có bị bế tắc nữa. Đây là cái cỏ này nó giải quyết những cái nội kết, những cái bế tắc trong trong nội tâm của mình, phần vi tế, cũng như nó làm khai thông hết tất cả những bế tắc giữa những cái sợi dây thần kinh, tức là bên ngoài trong cái não bộ của chúng ta cũng như toàn bộ cơ thể chúng ta. Thành ra hai cái trà đó nó sẽ hỗ trợ thêm cho bốn cái loại rau củ ở trên. Thành ra khi chúng ta uống cái này không phải như uống nước thường nha. Khi cái này chúng ta không phải như uống nước thường, mà chúng ta phải uống thiệt là chậm. Cái trung bình 15-20 phút thì chúng ta chỉ cần làm một ngụm và chúng ta để trong miệng cho nó thấm xuống từ từ để nó mới bắt đầu nó tẩy rửa nha, và nó làm tan đi những cái lớp dịch nhầy. Đó, thành ra chúng ta sẽ uống nó thiệt chậm và chúng ta có thể dành nó nhiều cho cái buổi trưa nha. Chúng ta có thể dành nhiều cho nó ở buổi trưa để buổi trưa chúng ta vừa ngậm và vừa nhai nó. Thì những quý vị nào chưa có học cái khóa 1, chưa có lớp căn bản thì chúng ta sẽ nói sơ lo bài cái nghệ thuật nhai và những cái ưu điểm của nó như thế nào trong những ngày tới. Thì đó là chúng ta sẽ uống cái đó, và khoảng giữa những cái giờ đó thì quý vị có thể kết hợp uống thêm nha. Quý vị có thể kết hợp uống thêm cái nước ấm nha, nước lọc mà ấm. Rồi còn những vị nào mà đang trong cái giai đoạn muốn bỏ những cái thuốc huyết áp, thuốc mỡ trong máu thì rất là dễ và nó không có ảnh hưởng gì. Còn cái thuốc những cái thuốc về cao huyết áp, thuốc tiểu đường, hay là những người mà thường một ngày ăn 2-3 bữa mà bây giờ nhìn chưa quen hay sợ, giai đoạn đầu mình còn sợ đó, thì có thể là mình sẽ thiếu cái năng lượng hay là nó không có ổn định cái đường huyết. Thì quý vị sẽ có cái chai nước hạt chia với chanh với mật ong. Thì như vậy quý vị lấy khoảng chừng mỗi lần mà mình thấy mình mệt thì mình có thể múc 1-2 muỗng, rồi mình pha thêm chừng nửa ly nước ấm và mình uống từ từ trong khoảng giữa thời gian mình uống cái dung dịch rau củ kia nha. Thì ở đây á, ngày hôm nay quý vị đã bắt đầu rồi thì sáng nay chúng ta đã có pháp, và đặc biệt cái chai nước đó quý vị sẽ cố gắng giữ ở cái chỗ nào mát nhất và kín nhất, tránh ánh sáng, tại vì chúng ta không có cái chai nâu nha. Cũng may mắn là thời tiết ngày hôm nay nó mát mẻ mà chúng ta không có cái chai nâu, do đó chúng ta tạm thời dùng cái chai đó. Do vậy mà quý vị phải cất cái chỗ nào thịt kín, tránh ánh sáng. Tất cả những cái chất tinh túy trong rau củ đã được lấy ra, và như vậy nó rất là nhạy cảm với ánh sáng, với oxy và với nhiệt độ. Thành ra để bảo quản nó cho tốt, nó còn nguyên được cái hàm lượng tất cả những chất khoáng và chất vitamin, thì chúng ta cố gắng cất nó cho kỹ. Khi về nhà, những vị nào về nhà thì chúng ta có thể xay xong buổi sáng cho vào trong cái bình thủy, đậy nắp kín lại và để ở chỗ mát mẻ. Khi nào uống thì chúng ta chỉ rót ra, chúng ta uống trong vòng 1 tiếng thôi là hết. Khi nào hết chúng ta rót tiếp ra. Rồi kế đến nữa
là một cái điều quan trọng là quý vị phải để ý thử xem là mình có bị khô môi, có bị thiếu nước, có bị chóng mặt hay này kia không. Thì nếu có thì quý vị sẽ uống tiếp thêm nước và thêm tí xíu muối vào đó nữa. Và cái điều quan trọng nhất ở đây là mỗi một ngày chúng ta phải đi vệ sinh, tức là đi cầu được tối thiểu là một lần. Tối thiểu là một lần. Và chúng ta nên đi vào buổi sáng trước 7 giờ. Buổi sáng trước 7 giờ thì chúng ta sẽ học có lý do tại sao như vậy. Nếu mà quý vị thấy mình chưa đi được buổi sáng thì quý vị sẽ múc một muỗng cà phê nhỏ muối, chúng ta quậy vào với ly nước khoảng chừng nửa ly hay là hai phần ly nước ấm ấm. Chúng ta uống hết cái ly đó, sau đó thì chúng ta lấy thêm nước lọc mà ấm, chúng ta uống chừng 2-3 ly. Nói chung tổng lượng chúng ta uống khoảng chừng 250 lên tới 400ml nước. Thì sau đó là chúng ta sẽ khoảng 1 giờ thì chúng ta sẽ thấy chúng ta muốn đi được. Có khi quý vị chỉ đi ra ngày thứ nhất thì còn khó phân nhiều, ngày thứ hai thì có khi có một tí xíu thôi, và ngày thứ ba có khi nó có bằng khoảng cái đầu ngón tay mà quý vị thấy nó ra toàn nước không thôi. Thì như vậy rất là tốt. Đi nhiều đi ít gì nhưng mà miễn là nó đi ra đường dưới ha, cho nó không, chúng ta không cần để cho nó đi qua đường tiểu, không thì nó chưa đạt được cái hiệu quả trong việc thanh lọc này. Thành ra những vị nào nhớ là chưa đi được thì phải quậy một muỗng muối vào trong một ly nước ấm ấm uống, rồi sau đó uống thêm nước lọc mà ấm nữa cho đến mỗi ngày đi được một lần. Nếu như một ngày đó mà chưa đi được thì buổi chiều quý vị sẽ báo cáo để chúng ta sẽ hướng dẫn thêm những cái phương pháp khác. Thì như vậy ngày thứ nhất và ngày thứ hai thì nó đi dễ dàng như vậy. Chỉ có điều là ngày thứ nhất thì quý vị chưa thấy gì lắm. Ngày thứ nhất thì chưa thấy cái triệu chứng gì. Ngày thứ hai buổi chiều trở đi, từ buổi trưa đến buổi chiều hay là bắt đầu qua ngày thứ ba thì có thể là có một số quý vị sẽ thấy hơi mệt mệt, hơi chóng choáng, thì đừng có lo ngại gì, tức là quý vị chỉ tập buông thư nó ra và theo dõi hơi thở của mình. Đi đứng thật chậm nhưng mà phải đi đứng liên tục, không được ngồi ha. Thì cái này là mình sẽ học kỹ hơn nữa trong cái phần khóa tu học của mình. Rồi khi mà quý vị thấy nó mệt thì quý vị ngồi xuống và chúng ta uống trở lại, lấy thêm một muỗng cái nước mà hạt chia có sẵn pha với lại mật ong với chanh, rồi quý vị thêm một ít nước ấm vào và chúng ta uống. Xong rồi buổi chiều thì có khi là chúng ta quen dần hay là có khi chúng ta sẽ thấy nó mệt hơn. Thì lý do tại sao nó mệt? Bởi vì thứ nhất là cơ thể chúng ta có một số người quen nạp năng lượng quá nhiều, quá dư thừa, thành ra nó đưa vào hoài mà nó không có cái thời gian để đốt hết. Nó không có thời gian để nó đốt hết đó, thành ra nó cứ luôn luôn nó đi vào, thành nó tích lũy chứ nó không có khả năng đẩy ra. Do vậy mà khi chúng ta bắt đầu ngưng đưa ở ngoài vào thì nó chưa kịp chuyển đổi qua cái chế độ là lấy năng lượng từ bên trong ra. Thì cái này nó sẽ xảy ra ít và nó không có phải là cái nguyên nhân quan trọng chủ yếu gây nên cái việc mệt mỏi hay là say sẩm. Mà cái nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân chính. Bởi vì khi mà chúng ta bắt đầu mà ngưng, tức là quý vị thấy chẳng hạn như khi bình thường mà chúng ta ăn uống thì bao nhiêu cái thức ăn, thức uống nó cứ ở ngoài, nó đi vô và khi nó vào trong cơ thể chúng ta rồi. Khi nó vào trong cơ thể chúng ta rồi thì từ trong ruột này bắt đầu nó thấm qua cái màng ruột để nó vào máu, tức là nó vẫn là cái con đường đi vào trong cơ quan, trong tế bào. Rồi thành ra khi mà mình vừa ngưng
khi mà mình vừa ngưng ở ngoài năng lượng đưa vào thì sao? Thì ngay lập tức là để có năng lượng cho cơ thể mình nó làm việc thì bắt buộc nó phải lấy năng lượng dự trữ từ trong cơ bắp, từ trong những cái cơ quan của mình và trong gan vân vân, nó bắt đầu nó đẩy ra nha. Đó là cái thứ nhất. Nếu mà người nào mà nó quen rồi hay là thỉnh thoảng mình hay nhìn đó thì nó sẽ quen như vậy. Và bởi vì khi mà mình ngưng đưa vào thì như vậy nó bắt đầu nó đưa ra. Và quý vị biết rằng mỗi một ngày mình sẽ đưa cái lượng độc tố của mình theo thức ăn, thức uống vào trong máu và nó bị kẹt trong các cơ quan. Do vậy khi mà mình vừa ngưng một cái, nhất là mình ra cái lệnh, mình vừa báo và mình biết là mình sẽ nghỉ một tuần lễ để thanh lọc, là mình đã có cái lệnh đưa lên não bộ của mình rồi. Thì như vậy nó sẽ ngay lập tức tất cả những cơ quan trong cơ thể mình lâu nay nó đã bị tích tụ độc tố, nó đã mệt mỏi rồi. Bây giờ nó nghe lệnh được dọn nhà, được dọn dẹp thì nó rất là mừng. Và nó ngay lập tức nó đem rác ra nó đổ. Thì nó đổ vào đâu? Nó đổ vào trong máu. Và đồng loạt tất cả các cơ quan đều thảy chất độc ra hết. Do đó cái lượng độc tố nó đổ vào trong máu của mình nó lên cao. Và chính cái lượng độc tố trong máu nó lên cao trong cái khoảng thời gian ngắn quá. Thành ra nó làm cho chúng ta thấy bị mệt mỏi, bị say sẩm. Bình thường thì mình tích lũy nó vô từ từ, khi một ngày ba bữa, có khi có một bữa dính chất độc thôi, mà nó cũng vô từ từ, ngày này qua ngày kia, tháng này qua tháng kia và năm này qua năm kia, đùng một cái nó nghe lệnh được đẩy chất độc ra là nó đổ ra liền ngay lập tức trong cái khoảng thời gian chỉ có mấy tiếng đến một hai ngày thôi. Thành ra cái lượng độc tố trong máu thì nó sẽ lên cao và chính vì vậy nó sẽ làm nhiễm độc, nó làm cho mình bị say sẩm mệt mỏi. Thành ra nếu mà người nào càng thấy được như vậy thì càng mừng. Và lúc đó chỉ cần uống nước vô nhiều để cho nó đẩy ra hết cho nhanh thôi nha. Và mình càng phải vận động nhiều hơn một tí xíu nữa, nhưng mà vận động chậm để cho mình đỡ bị say sẩm chóng mặt, để đỡ té. Nhưng mà phải vận động để cho cơ bắp nó tiếp tục nó làm việc và nó đẩy ra nhanh hơn. Đó, thì như vậy là khi mà thấy như vậy thì quý vị phải cố gắng cứ tiếp tục uống nước và vận động nhẹ nhàng thì nó sẽ hết ngày thứ hai. Hết ngày thứ hai và qua đến sáng ngày thứ ba là quý vị xong. Hết tối ngày thứ hai đến nửa ngày thứ ba là tự nhiên bắt đầu chất độc nó ra bớt rồi. Thì quý vị sẽ quen dần và sẽ không còn thấy cái gì nữa. Và tối ngày thứ ba thì chúng ta sẽ, đến tối ngày thứ ba thì chúng ta sẽ uống cái dung dịch này. Tối ngày thứ ba thì chúng ta sẽ uống cái dung dịch này để bắt đầu chúng ta đẩy hết những cái cặn bã trong gan và trong mật ra. Thì quý vị thấy cái túi mật của mình đó, nó nhỏ téo vậy thôi nha. Nhưng mà khi mà mình đẩy ra có khi nó ra cả hàng đống sạc đó, có khi nó ra cả hàng đống sạc. Và có khi nó ra cả những hòn đá rất là cứng, rất là to. Thành ra chúng ta sẽ nói sâu hơn về cái cơ chế và chúng ta phải thực tập cho đúng thì nó mới có hiệu quả. Còn nếu chúng ta thực tập không đúng thì có khi nó sẽ không ra hết được. Rồi, nhắc lại là mỗi một ngày chúng ta làm gì làm phải cố gắng đẩy cho nó ra đường dưới này được một lần. Cho dù nó ra nước không cũng được, nhưng nó phải mở cái đường này ra để cho độc tố nó đừng có thấm vào trong này lại nhiều nha. Rồi thì sau khi chúng ta xong hết cái chiều ngày thứ ba chúng ta uống cái này, sáng ngày thứ tư thì chúng ta bắt đầu thải ra những hòn đá quý này rồi á, thì sau hết ngày thứ tư đó thì quý vị sẽ thấy người mình nó sẽ nhẹ nhàng, nó thảnh thơi. Và quý vị có thể kéo dài cho tới 7 ngày, 8 ngày, 10 ngày, nhiều hơn nữa nha. Và sau đó thì chúng ta sẽ học, ngày mai, chiều nay thì chúng ta sẽ học đến cái phương pháp và ăn trở lại là những cái điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Trong cái thời gian này để hỗ trợ thì như chúng tôi đã nói với quý vị là thứ nhất là chúng ta sẽ cố gắng giữ im lặng tuyệt đối trong cái thời khóa để chúng ta tiết kiệm cái năng lượng của chúng ta, đồng thời là chúng ta hướng tâm vào bên trong thì chúng ta sẽ không có hao mòn năng lượng bên ngoài. Và chúng ta sẽ dành cái thời gian lễ Phật, ngồi thiền, tụng kinh, và nhờ cái năng lực của đại chúng thì nó sẽ mạnh mẽ hơn, nó sẽ cộng hưởng lên rất lớn để hỗ trợ chúng ta.
Và nếu như những vị nào mà thấy có cái gì mà hơi vượt quá cái khả năng chịu đựng của mình thì quý vị báo cáo về liền cho chúng tôi được biết để chúng tôi có thể hỗ trợ thêm cho quý vị. À, rồi thì như vậy là về cái phần thời khóa, về cái sinh hoạt tổng quát thì quý vị đã xong rồi. Có ai có cái gì còn đóng góp thêm hay là có thắc mắc gì thì quý vị còn được vài ba phút, à, quý vị có thể hỏi liền. À, những người nào mà bị tăng xong mà cao mà không ổn định với thuốc bình thường của mình á, ổn định với thuốc thì không đáng ngại. Còn nếu mà mình sợ á, thì ở đây có một cái loại muối thứ hai, tức là có loại muối sổ đặc biệt nha, thì nó ít tác dụng hơn trong cái công việc sổ so với cái muối biển, nhưng mà nó sẽ không gây hại trong vấn đề cao huyết áp. Dạ, thì nếu mà những vị nào ngại á, thì quý vị cũng báo cho biết. Dạ, một cái muối mặt đến xuân pháp này mà nhiều đó nha, thì cái muối đó nó không mặn mà nó hơi đắng, thành ra nếu mà những vị nào mà ngại thì quý vị sẽ báo cho biết để chúng tôi đưa cái đó là quý vị uống bằng cái muối đó. Thật ra thì quý vị ở trong này có đại chúng và có môi trường, thì có cái điều gì á, thì mình cứ chia sẻ hay báo cáo cho chúng tôi biết, nhưng mà mình phải làm sao để cái tâm của mình thật là thảnh thơi, đừng có lo lắng. Và thứ nhất, cái thứ hai, mình phải có niềm tin vào chính bản thân mình và niềm tin vào đại chúng. Bởi vì cho dù nó không có ảnh hưởng gì, nhưng mà bởi vì mình bị cái tưởng, xưa nay mình sống trong cái tưởng quá nhiều, trong cái tri giác sai lầm quá nhiều. Và cái thứ hai nữa là mình vì những cái sợ hãi và những cái năng lượng bất an sợ hãi đó, nó ở trong vũ trụ này cũng khá nhiều ha. Thành ra mình cứ quen cái tập khí như vậy, mà khi mình bắt đầu mình sợ hãi, mình bất an, khi mà mình có một cái niệm sợ hãi hay bất an thì tự nhiên cái thần kinh mình nó bị kích thích và nó co thắt liền. Thì ngay lúc đó cái người bình thường cũng bị cao huyết áp, bị nóng nảy, bị bực bội, nên khi chưa nói đến những cái người mà đã có bệnh rồi. Thành ra chúng ta cố gắng tập bình thản và tập, mình nói là phải tập hay liều á, tức là thả nó ra mặt nó, thì lúc đó tự nhiên là nó sẽ ổn định nha. Và nếu mà mình chưa quen thì mình tập từ từ và sẽ có đại chúng hỗ trợ quý vị. Rồi, cảm ơn cô. Còn có ai có câu hỏi nào nữa không? Dạ, con có câu hỏi nãy nói về 9 phần mà nước rau củ đó thầy. 9 phần tức là 270ml, là cái đó là một phần đó không thầy? Nếu làm 9 phần mình phải làm lên... Không, tức là 9 phần là theo cái tỷ lệ như hồi nãy mình nói đó. Cô nói và như nước củ cà rốt. So với, thầy quý vị thấy nè, cái này mình tính ra tỷ lệ cho mình dễ nhớ, chẳng hạn như củ cải đen này á thì nó 30ml, tức là mình tính là một phần. Thì như vậy cái củ dền này nó bằng gấp 9 lần củ cải, 9 3 27, thành ra mình lấy tỷ lệ là 9 3 31. Thì như vậy mình có thể phỏng chừng, tức là khi mình làm á, mình không cần cân, mình cứ lấy cái này một phần thì củ cần 3 phần, cà rốt 3 phần và củ dền 9 phần. Nha. Thế mình không cần cân chính xác, nếu có cân thì mình cân, còn không cần thì mình cứ ước lượng như vậy. Rồi, quý vị còn câu hỏi nào nữa không? Thầy nãy nói là nên đi hành thiền nhiều, nhưng mà mình đi đâu mà? Thiền hành thì ngoài những cái giờ thiền hành chung với đại chúng rồi á, những cái lúc mình rảnh thì mình có thể đi vòng xung quanh chùa, nếu mà trời nắng đẹp thì nên đi ra ngoài, còn nếu mà trời mưa thì mình có thể đi ở trong trong khuôn viên trong chùa hay là đi trong cánh điện nha. Chỉ ngoài trừ những cái giờ mà chẳng hạn như quý thầy đang làm lễ, đang cúng ngọ này kia thì chúng ta sẽ đi một cách im lặng ở phần dưới này thôi nha. Rồi, thôi, dạ, cảm ơn. Dạ, thưa con. Dạ. Để học chia đó mình pha như thế nào? Cái hạt chia đó thì ở đây thì quý thầy pha nó hơi đặc, nha, pha nó hơi đặc. Nhưng mà về nhà quý vị sẽ tùy theo. Trong cái website thì nó có cách chỉ cách đó, nhưng mà ở đây thì nói luôn.
Tức là mình sẽ tùy theo mình sử dụng nó cho mục đích gì. Nếu mình sử dụng bình thường để bồi bổ thì nó khác, để cho nó tăng hệ miễn dịch mình thì khác. Nếu mà mình sử dụng để trị bệnh tiểu đường, mỡ trong máu, cao huyết áp thì nó hơi khác. Nếu mình muốn sử dụng nó để trị bệnh táo bón thì nó sẽ hơi khác. Nhưng nói chung là khi mà mình muốn ít thì mình sẽ có thể là cho khoảng chừng 2 đến 3 muỗng cà phê trong một cái chai nước 500ml. Còn mình có thể dùng cho tới 2 muỗng canh, tức là khoảng 6 muỗng cà phê trong một ngày. Và cái cách pha của nó thì quý vị cho nó vào trong một cái ly, cái gì á, quý vị lấy cái ly ra, quý vị chế một ít nước ấm ấm. Nước ấm ấm thôi, tức là quý vị có thể nhúng tay vào được khoảng chừng 40-50 độ thôi, tối đa. Thì quý vị chế vào chừng nửa ly nước, rồi sau đó quý vị cho cái hạt chia nó khô và quý vị quậy từ từ. Quý vị quậy từ từ cho nó tan hết, đừng cho nó dính lại với nhau. Còn cách thứ hai nữa, bảo đảm hơn là quý vị cho nó vào nước lạnh trước. Quý vị lấy chừng 1/3 ly nước lạnh. Nước lọc đó, quý vị cho nó vô, xong quý vị lấy muỗng, lấy đũa, quý vị quậy. Quậy cho nó đang nước, nó để nó tan hết với cái đó ra, xong từ từ quý vị chế nước nóng vô. Thì như vậy nó đã bị bọc nước lạnh ở ngoài rồi, nó đã rời rạc rồi, thì khi mình chế nước nóng vô, nó bắt đầu nó ấm lên, từ từ nó nở ra. Tại vì cái này nó khác với hạt é. Cái hạt é là quý vị bỏ nước nóng, nước lạnh gì nó cũng nở ra hết, không dính. Cái này mà khi mình chế nước ấm mà mình không quậy ra, nó sẽ dính cục lại với nhau như trứng cá hay trứng ếch vậy đó. Thành ra nó không nở được hết. Khi nó không nở được hết mà quý vị uống nhiều quá, có khi vô là quý vị bị táo bón. Tại vì nó vô đó nó hút nước ở trong ruột mình. Thành ra có nhiều người nó uống cái này tại sao táo bón mà người ta không biết. Đúng, cái này nó sử dụng để trị táo bón, tại vì nó có lớp dịch nhầy ở xung quanh. Thấy không? Nó có lớp dịch nhầy ở xung quanh. Thành ra nó sẽ giúp làm trơn nhọt trường cái đường ruột già của mình. Nhưng mà nếu như quý vị uống mà không khéo thì nó xuống đây, bắt đầu nó rút hết nước ở trong ruột mình lại, thành ra nó làm khô cái phân đi, thành rút cuộc nó bị táo bón. À, muốn như vậy thì mình phải pha ở ngoài cho nó nở hết. Đó. Rồi khi quý vị pha như vậy thì tùy, chẳng hạn như mình có thể uống, mình tăng lên từ 2-3 muỗng cho tới 1-4-5 muỗng. Nếu mà mình bị tiểu đường nhẹ thì mình uống ít, mình bị nặng thì mình uống nhiều. Ha. Rồi mình cũng có thể pha thêm ít chanh vào trong đó, tí xíu muối vào trong đó nếu mình ở nhà, hay là mình có thể cho một tí xíu giấm, mình cho từ 1-2 muỗng cà phê giấm táo hay là một muỗng mật ong vào đó để cho nó có mùi có vị, uống cho nó dễ và nó cũng giúp cho thanh lọc cơ thể mình. Thì như vậy mình sẽ phối hợp 2-3 cái công thức thuốc vô một công thức luôn nha. Đó rồi, còn câu hỏi nào nữa không? Dạ thưa con, thấy hồi con nói được. Dạ, hồi năm rồi, tháng 9 năm rồi con thanh lọc ấy, thì con thấy cái vụ huyết áp con cũng hơi cao cao, con cũng sợ, con không dám uống muối, tại thầy nói muối sổ, thầy muối tốt hơn đó. Nhưng mà sau đó khi nhịn đói vài ngày đó là cái huyết áp nó xuống, thầy, nó xuống thấp lắm. Dạ, thì mới nói là quý vị đó, tức là cái yếu tố tâm lý nha. Tức là trong cái ngày đầu, nhất là trong cái lần đầu mình làm mình chưa quen, rồi một mình nở, thành ra mình có một cái niềm nó sợ mà mình không biết, nó rất là vi tế. Thành ra khi mà có một cái tâm niệm nó sợ lên như vậy, nó co thắt mạch lên liền, rồi đồng thời trong người mình nó cũng còn đang bị bế tắc. Nhưng mà sau 1-2 ngày mình bắt đầu mình quen dần, thấy không, là cái tâm lý mình nó thư giãn hơn, rồi thêm cái độc tố trong người mình nó bắt đầu nó được đẩy ra, nó được khai thông đi, thành ra lúc đó tự nhiên huyết áp nó tụt. Đó, nó rất là rõ ràng. Thành ra ở đây đó, quý vị đang có một cái đại chúng mạnh mẽ, đang có cái năng lực như vậy thì không có cái gì để sợ. Thì quý vị thử thực tập thì quý vị sẽ thấy rằng quý vị ngay cả những người đang có huyết áp bỏ thuốc hay uống thuốc thì nó uống cái nước này không, thì nó cũng đã có khả năng để làm thanh lọc cơ thể, làm hạ huyết áp rồi đó. Còn cái muối thì thật ra chỉ sợ cho những người nào mà bị suy thận hay là bị viêm cái bể thận hay này kia, người đáng sợ thôi. Thì phần cao huyết áp, cái muối này không phải là nguyên nhân chính. Đó. Tuy nhiên ở đây chúng tôi vẫn có mua cái loại muối sổ bằng xuân pháp thì bao nhiêu để cho quý vị thử cái đó. Rồi thì thôi, chúng ta tạm nghỉ ở đây để trả cái chánh điện lại cho chúng ta chuẩn bị lễ. Cảm ơn quý vị.
thôi để chiều. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thiền viện trưởng thiền viện Thích Quang Ca Ri, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2012, chúng ta đang bắt đầu một khóa thiền thất thứ hai tại thiền viện Thích Quang Ca Ri. Sáng nay thì chúng ta đã làm lễ khai mạc pháp tu. Chúng ta đã đi qua cái chương trình cũng như những cái nội quy và một số những cái điều cần thiết trong cái phần đầu của thanh lọc cơ thể, phần thân và sinh lý. Thì cái chủ đề, quý vị lúc đầu thì quý vị thấy cái chủ đề của khóa tu này là lịch sử sự kiện năm 2012, những gì chúng ta biết và chúng ta cần phải chuẩn bị gì. Thì thưa quý vị, nếu quý vị không để ý thì quý vị có thể tưởng đây là một cái đề tài về thời sự hay là về chính trị. Nhưng mà thật ra khi chúng ta đi sâu vào thì chúng ta sẽ thấy là đó là lý do tại sao chúng ta tổ chức những khóa tu, những cái thiền thất.
Và như một số quý vị đã có cái cơ hội được học những cái khóa tu học căn bản. Một số quý vị đã học những khóa tu học căn bản thì quý vị biết rằng chúng ta đã đề cập tới bốn loại thức ăn mà trong kinh Đức Phật đã dạy rất thường, hay nói đúng hơn tức là bốn cái tầng năng lượng trong vũ trụ này. Và chúng ta cũng đã biết rằng trong cái vũ trụ mênh mông này không có một loài chúng sanh nào nói riêng, hay là không có một pháp nào nói chung có thể sống sót, tồn tại và phát triển được mà không cần có năng lượng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là theo định luật bảo tồn năng lượng thì tất cả những cái năng lượng vũ trụ này nó không tự sanh ra mà nó cũng không mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ trạng thái này sang trạng thái khác. Thì đây là một cái định luật bảo toàn năng lượng mà tất cả mọi người trong chúng ta ai cũng đã học qua, ai cũng biết. Thành ra chúng ta sẽ phải tìm hiểu rõ cái mối quan hệ của các tầng năng lượng này cũng như sự chuyển hóa của nó như thế nào. Và nếu như chúng ta không hiểu được, không nắm bắt được cái này thì ngay cả trong tự thân của chúng ta cũng không thấy được cái mối liên quan giữa thân vật lý, sinh lý, hay tâm linh của chúng ta. Và điều nào là điều căn bản để gây nên những cái yếu tố bất thường, bất ổn và bệnh lý trong mỗi một con người. Và từ đó nó có thể đưa đến ảnh hưởng của những cái người thân sống xung quanh mình, và nó có thể lan ra tới cái cộng đồng của mình. Thì nếu như mình đã hiểu được một phần cái mối quan hệ của nó như vậy thì khi mà mình mở rộng cái tầm nhìn ra rộng hơn thì quý vị sẽ thấy cái mối ảnh hưởng, cái tầm ảnh hưởng của nó cực kỳ lớn. Thì đó là cái một vài cái điểm phổ quát mà chúng tôi muốn đưa lên để quý vị thấy rằng chúng ta sẽ còn phải nói đi nói lại về những cái tầng năng lượng này và sự liên quan mật thiết của nó như thế nào, quá trình chuyển hóa nó ra sao. Thành ra có lẽ là trong những năm gần đây quý vị nghe cái phong trào mà nhiệt độ của trái đất đang gia tăng, rồi người ta nói là global warming, rồi từ đó nó ảnh hưởng ra đến những cái vấn đề như thiên tai, bão lụt, thậm chí những cái dịch bệnh, những cái dịch bệnh, rồi nó làm cho chúng ta cảm thấy bị bất an, vân vân và vân vân. Thì như vậy chúng ta có hiểu được cái mối quan hệ của nó thì chúng ta mới có thể giải quyết được vấn đề một cách rốt ráo. Còn nếu như chúng ta không giải quyết rốt ráo mà chúng ta chỉ giải quyết trên ngọn ngành thì xin thưa đâu nó cũng vào đấy. Giống như quý vị đã thấy rằng khi mà chúng ta không hiểu biết được trong cơ thể của chúng ta thì như vậy tự thân chúng ta có khi chúng ta đã vì những cái tri giác sai lầm mà chúng ta đã làm tổn hại, chúng ta đã tự đầu độc cơ thể chúng ta, phần thân cũng như phần tâm hàng ngày mà chúng ta không biết. Thành ra cũng vì cái sự không hiểu biết, sự nhìn cạn cợt và vô minh mà chúng ta đã làm tổn thương cả cái hệ sinh thái của địa cầu này, chứ không phải là chỉ có cái trái đất của chúng ta đang sống không mà thôi. Thành ra ở đây quý vị thấy cái hình ảnh này là hình ảnh người ta chụp được, hình ảnh chụp được cái hệ hành tinh, tức là tất cả những cái hành tinh trong cái cõi vũ trụ của chúng ta. Tức là nếu mình nhìn theo chiều dọc, nếu mình nhìn theo chiều dọc thì có thể nó như là một cái hình nón. Tức là nếu mình nhìn theo chiều dọc thì có thể nó như là một cái hình nón. Ở ngoài thì lúc cái phần mà đứng về phía mình đó, thì nó to,
càng đi vào sâu bao nhiêu thì nó lại càng nhỏ, và nó càng dài bao nhiêu thì nó càng nhỏ bấy nhiêu. Thì đó là nếu chúng ta nhìn theo chiều dọc. Nếu như chúng ta nhìn theo chiều ngang thì nó giống như là một hai cái đĩa úp lại với nhau, hai cái đĩa úp lại với nhau, và cái mặt đáy của nó xoay ra hai bên. Thành ra từ từ chúng ta sẽ hiểu đến tại sao chúng ta bị ảnh hưởng của những cái lực hấp dẫn của vũ trụ, tại sao càng ngày chúng ta càng lạm dụng cái từ trường qua các cái sóng vệ tinh, các cái đài radar hay là những thiết bị điện tử, những thiết bị dùng sóng, thì chúng ta sẽ bị cái tác dụng tích cực mà chúng ta đang lạm dụng, thì cái mặt tiêu cực của nó cũng đang phát sinh và từ đó ảnh hưởng cả cái vũ trụ này. Rồi cũng như là mình sẽ học đến cái lý do tại sao mà người ta nói có cái khoảng thời gian gọi là zero, tức là không còn không gian và không còn thời gian, khi mà chúng ta có khả năng là không thấy mặt trời, không thấy mặt trăng. Tại sao như vậy? Thì đây là cái hình ảnh chụp theo chiều ngang, giống như mình úp hai cái dĩa lại với nhau. Và quý vị thấy hàng tỷ 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 cái thái dương hệ nó đang bị thu hút, và giống như cái này, giống như là mình thấy là khi mà mình thỉnh một tiếng chuông thì cái sự dao động nó cứ lan ra, lan ra, lan ra dần. Thì tất cả những cái sóng điện từ chuyển động trong không gian, dù là một thể rắn hay thể lỏng hay thể khí hay là thể năng lượng, nó đều có cái dạng như vậy cả. Quý vị thấy khi mà mình rớt, mình thả một hòn đá xuống cái mặt hồ hay xuống một thao nước, quý vị sẽ thấy những cái vòng nước nó lan ra nha. Khi mà mình thỉnh một tiếng chuông cũng vậy, quý vị sẽ thấy nó sẽ lan ra, nó sẽ lan ra từ từ như vậy. Và thậm chí như khi quý vị thấy các cái sóng âm thanh cũng vậy. Các cái sóng âm thanh, nếu giả sử như khi mà quý vị nhìn trên cái bề mặt cạn cỡ thì mình nghĩ sóng âm thanh là cái tiếng nói nó đi và mình có thể nghe được. Hay là khi mình để trên đồ hình thì mình thấy nó dày đặc như vậy. Nhưng mà quý vị thấy bắt đầu mình nhìn sâu hơn, nhìn sâu hơn, nhìn kỹ hơn thì mình thấy nó sẽ giảm ra, giảm ra. Quý vị thấy chưa? Thành ra cái nhận thức của mình cũng vậy đó. Khi mà mình ngồi thiền cạn cợt đó, mình thấy một cái khối đau, mình thấy một cái ly, mình tưởng là một cái ly cứng ngắc, một cục thủy tinh hay là một cục sắt, một cục gỗ. Nhưng mà khi mà mình nhìn sâu hơn nữa thì mình sẽ thấy nó càng nhìn sâu bao nhiêu, càng quán chiếu sâu bao nhiêu thì mình sẽ thấy nó nhỏ. Và cái tâm niệm của mình cũng vậy. Khi một cái khởi niệm nó lên, khi một cái khởi niệm nó lên thì nó cũng như vậy. Và trong một sát na, đó là lý do tại sao Đức Phật nói trong một sát na có khi mình thấy cả mấy chục cái niệm khởi, mà một sát na nó chỉ bằng một phần triệu triệu của giây mà thôi. Thì như vậy quý vị thấy những cái mà mình có thể thấy được, những cái tư niệm mà mình có thể thấy được đó, là chẳng hạn như những cái điểm nằm ở trên đỉnh của các cái sóng này thôi nha. Và như vậy quý vị thấy trong một cái sóng này, giả sử như mình nhìn thấy được có 3 đến 4 cái sóng nó lên thôi, nhưng mà khi mình đi nó ra mình sẽ thấy nó bao nhiêu, vô vàn. Quý vị có thể đếm được không? Không thể đếm được hết. Thấy chưa? Cái này là không cách nào mà đếm được cả. Thành ra mình càng nhìn sâu bao nhiêu thì mình càng thấy nó chi tiết bấy nhiêu. Thành ra những cái này thực sự là khoa học không thể nào tính đếm được, không thể nào đo lường được.
Thì đó là một trong những lý do tại sao trong kinh điển Đức Phật thường hay dùng cái chữ là hằng hà sa số. Hằng hà sa số là như các sông hằng, mà các sông hằng thì không thể nào tính đến bằng cái hệ thống toán học của hiện đại được cả. Đó. Thành ra cái hành tinh của chúng ta cũng vậy, tức là bây giờ với cái thiết bị hiện đại chúng ta tính được 1 lũy thừa 23, tối thiểu là cái thái dương hệ nha, chứ không phải là hành tinh. Và trong một thái dương hệ có thể là nó có 5, 7, có thể là nó có 2, 3, có thể nó có 9, 10 cái hành tinh trong đó. Thì như vậy trong cái hành tinh của chúng ta, quý vị biết rằng lâu nay mình chỉ nghe nói đến cái sự thay đổi ảnh hưởng trên trái đất của mình mà thôi. Và hàng triệu năm trước, tức là nó là gì? Hàng triệu năm trước nó là có cái thời kỳ gọi là thời kỳ băng giá. Và toàn bộ cõi địa cầu trái đất của mình mà chỉ có băng nó đóng xung quanh thôi. Và như vậy thì tất cả những sinh vật không cách nào tồn tại được. Cái gì? Đó. Nhưng mà tại sao sau đó khi cái điều kiện nó thay đổi thì sự sống lại bắt đầu hình thành? Như vậy sự sống hình thành từ đâu? Và cũng như chúng ta chỉ nghe lâu nay là người ta nhìn thấy được những cái thay đổi về địa chất học, về khí hậu, về môi trường trên trái đất này thôi. Nhưng mà mình chưa nhìn thấy được cái chiều sâu xa hơn. Là quý vị biết rằng khi mà đo đến cái ảnh hưởng của mặt trời cũng vậy. Mặt trời đã thay đổi rất nhiều trong vòng mấy ngàn năm gần đây. Cái bức xạ mặt trời nó càng ngày càng phát ra nhiều. Đó là một trong những lý do tại sao mà nó làm cho cái nhiệt độ của trái đất chúng ta tăng cao. Và cái đó nó có ảnh hưởng gì tới cái sự tu tập của chúng ta hay không? Nó có ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống của chúng ta hay không? Nó có ảnh hưởng gì đến sự tiến hóa của chúng ta hay không? Thì chúng ta sẽ học đến từ từ. Và tất cả những cái đó nó đều liên quan với nhau mật thiết cả. Quý vị thấy giống như cái sóng hồi nãy của mình. Khi mà mình nhìn một cách cạn cợt thì nó thưa. Khi mình nhìn sâu thì nó sẽ rất là chi tiết, nó rất là dày đặc. Và trong những thiên niên kỷ gần đây thì cái bức xạ này càng ngày càng dày đặc hơn. Thành ra nó sẽ ảnh hưởng đến cái hành tinh nói riêng và cả cái vũ trụ nói chung rất là nhiều. Thì như vậy trong cái thái dương hệ của mình gần nhất là mình có mặt trời, mặt trăng, trái đất, sao kim, sao thủy. Rồi xa hơn nữa là mình sẽ có những cái sao mộc, sao hỏa. Và mình biết rằng không phải tất cả những cái ảnh hưởng đó nó chỉ ảnh hưởng trên một cái trái đất của mình không thôi. Quý vị thấy cách đây chỉ mới có khoảng gần 8 năm, 7 năm hơn thôi thì những cái tia bức xạ nó đã thay đổi trên cái sao, cái này là sao thủy nha. Đó, thì như vậy là nó đã thay đổi một cách ghê gớm, hầu như là nó khác hẳn, cái mức mật độ nó dày đặc hơn rất nhiều. Rồi cái từ trường cũng vậy, cái từ trường chính vì cái từ trường của nó dày đặc như vậy là nó mới ảnh hưởng xuống cả đến tất cả những cái hành tinh xung quanh của mình. Và đó là một trong những lý do tại sao càng ngày cái hệ thống truyền thông của mình nó càng phát triển, khoa học kỹ thuật của mình càng phát triển. Nhưng ngược lại, mình đã học cái nguyên lý hai mặt rồi. Tức là khi mà nó càng tích cực bao nhiêu thì cái tiêu cực của nó cũng càng lớn bấy nhiêu. Và cái ảnh hưởng ngược lại của nó như thế nào thì cái này mình cũng sẽ học từ từ. Và quý vị thấy trong vòng chỉ có khoảng 20 năm
mà nó sẽ tăng lên tới 2.500% ở cái sao này Venus là sao kim kim tinh phải không? Kim tinh. Kim tinh này. Đó. Thành ra nó cũng vậy, nó thay đổi, nó ảnh hưởng khá nhiều, quý vị tưởng tượng 2.500%. Đó. Thành ra tất cả những cái hành tinh của chúng ta đều bị ảnh hưởng từ trên cái mặt không gian cho tới cái từ trường cho tới bức xạ. Và khi đó thì nó tạo ra những cái chấn động. Mình cũng đã học qua cái mối liên hệ của nó. Từ cái phần vi tế nó sẽ ảnh hưởng qua cái phần thô hơn. Thì ở đây chúng ta thấy rằng khi mà cái bức xạ nó phát ra dày đặc như vậy, nó làm cho cái nhiệt độ gia tăng. Thì khi cái nhiệt độ gia tăng này thì nó làm cho cái bầu khí quyển của chúng ta nó sẽ trở nên bị bất thường, cũng như nó sẽ ảnh hưởng tới luôn cả cái sự tiến hóa của con người và các loài sinh vật. Đó là lý do tại sao nó sẽ có những cái loài bị diệt chủng và có những loài mới nó sẽ phát sinh để thích nghi với cái môi trường mới. Thì như vậy quý vị thấy tất cả những cái đó đều ảnh hưởng tới cái bề mặt của trái đất và cái vỏ trái đất nó sẽ thay đổi. Cái vỏ trái đất cũng thay đổi làm cho nó tạo ra những cái chấn động ở dưới lòng trái đất, trong lòng trái đất hay là trên bề mặt của vỏ trái đất, và từ đó nó làm cho nước trên trong các đại dương cũng thay đổi, nó làm cho cái khí quyển nó thay đổi, nó dịch chuyển nhanh, tạo nên những cái áp suất nhiệt đới, cái áp thấp nhiệt đới đó thì nó mới tạo ra những cái cơn gió lốc, gió xoáy hay là những trận động đất. Thì quý vị thấy càng ngày những con số này nó càng gia tăng đến một cái mức độ phải là báo động. Thành ở đây chỉ giới thiệu cho quý vị thấy để chúng ta thấy rằng không những chỉ có ở trên trái đất, trên bề mặt trái đất, rồi chúng ta không phải chỉ thấy ở trên cái không khí mà nó ảnh hưởng ngay cả ở trong lòng trái đất, trên cái bề mặt của vỏ trái đất, rồi trong các đại dương. Nó không những ảnh hưởng ở trái đất mình không thôi, mà nó ảnh hưởng cả luôn đến tất cả những hành tinh lân cận. Thì cái con số đó nó càng ngày nó càng gia tăng, nó gia tăng thậm tệ đến một cái mức mà cực kỳ phải báo động. Thành ra từ đó nó mới ảnh hưởng tới cái tâm sinh và vật lý của con người. Quý vị thấy bây giờ mình sẽ có hai chiều. Khi mà cái từ trường nó thay đổi thì một mặt con người ta trở nên bạo lực hơn, năng động hơn, và một mặt khác nó trở nên trầm cảm, nó trở nên yếu xìu. Thành ra khoa học kỹ thuật lợi dụng trên cái sự phát triển đó thì làm cho công nghệ càng ngày càng phát triển hơn, cuộc sống càng ngày càng tiện nghi hơn, nhưng mà không khéo thì nó lại gây ra những cái tật bệnh nhiều hơn. Thì đó cũng là hai mặt. Và khi mà cái từ trường nó ảnh hưởng mạnh như vậy trên cái tâm thức, bởi vì bộ não của chúng ta là một cái máy phát sóng và đồng thời nó cũng là một cái máy thâu sóng. Khi cơ thể mình không có sự tu tập, không có sự thanh lọc, thì nó sẽ tiếp nhận hết tất cả những cái từ trường, những cái sóng đó. Và nếu như nó không chuyển hóa được thì cái sự cộng hưởng từ một cái tần số này qua một cái tần số khác, ngay trong tự thân mình nó đã có sự mâu thuẫn, nó đã có sự đối kháng, nó đã có sự đánh phá. Huống chi nữa là từ một cá thể này đến một cá thể khác. Thành ra càng ngày cái tình trạng của hành tinh của chúng ta càng trở nên tệ hại hơn. Từ bệnh tật nặng như ung thư, như sida cho tới tự tử, và những cái bệnh nhẹ như huyết áp, tiểu đường, mỡ trong máu,
viêm đa thần kinh, bị eczema, vân vân, thì càng ngày nó cứ càng gia tăng. Trong khi khoa học, kỹ thuật và đời sống càng ngày càng tiện nghi và càng tối tân hơn. Đó, thì một vài cái điểm cho quý vị thấy như vậy, để chúng ta thấy rằng tất cả các hành tinh, tất cả các hành tinh trong cái thái dương hệ của mình nó thay đổi rất lớn trong vòng vài năm qua. Cái này là ở trên sao Hỏa. Cái này cũng vậy, quý vị thấy trong vòng vài tháng tới vài năm mà cái sự thay đổi của nó khá lớn đến một cái mức cực kỳ báo động. Hầu như tất cả 9 hành tinh trong cái thái dương hệ chúng ta đều bị ảnh hưởng hết cả. Đó, quý vị thấy hầu như tất cả 9 hành tinh trong thái dương hệ của chúng ta đều bị hết cả. Thành ra chúng ta thấy được cái mối liên hệ mật thiết đó qua cái vấn đề chúng ta cần phải hiểu biết nó. Mà nếu không hiểu biết nó, không thấy được cái mối liên hệ giữa các cái thân của mình với cộng đồng, với quốc gia, hay là giữa con người với môi trường sống, thì mình không cách nào chuyển hóa được nó. Và ai là cái người tạo nên những cái đó, chúng ta phải biết. Thì khi chúng ta biết được cái nguồn gốc hay cái nguyên nhân thì chúng ta mới có thể thay đổi được. Thì trở lại là như quý vị một số đã được học, trong con người chúng ta 4 cái thân, cái thân vật lý. Cái thân vật lý là cái thân thô thiển mà chúng ta có thể thấy được, chúng ta có thể sử dụng được, chúng ta có thể sờ mó được. Nó rất là thô, rất là lớn. Nhưng mà để vận hành được, để vận hành được cái thân này thì chúng ta cần phải có cái sự điều hành của cái thân sinh lý đứng đằng sau nó. Và cái thân sinh lý này điều hành, chuyển hóa được cái thân vật lý này, nhưng mà nó cũng không phải là ông chủ. Nó không phải là ông chủ. Mà để vận hành được, để điều hòa được cái thân sinh lý này, nó còn một ông chủ khác, một cái người đứng đằng sau nó nữa, vi tế hơn, mạnh hơn, có nhiều cái power hơn. Đó là cái tâm lý của mình. Và tâm lý của mình đứng trên cái bề mặt thô của y học hiện đại thì chỉ nhìn thấy được từ cái thể vật chất, tức là cái não bộ của mình mà thôi, chứ không thấy được cái gì khác hơn. Tức là người ta chỉ thấy được cấu trúc của não bộ, nó phân từng vùng, nó phân từng vùng, và nó có cái sự liên quan mật thiết của cái thân vật lý của nó. Tức là từng cái vùng não nó sẽ có những cái mạch máu, những cái thần kinh và những cái tuyến nội tiết chịu trách nhiệm để tiết ra những cái hóc môn hay là làm cho máu huyết nó lưu thông. Nhưng người ta chưa nhìn thấy được, người ta chưa nhìn thấy được những cái năng lượng vô hình vi tế để điều khiển nó hay là để dẫn những cái đó nó lưu chuyển trong người chúng ta. Đó, thì đằng sau nó nữa, đằng sau cái thân tâm lý này thì nó còn một cái năng lượng vô hình mà tương đối là vĩnh hằng hơn. Đó là cái thân tâm linh của mình. Và như vậy cái thân tâm linh này nó có cái mối quan hệ mật thiết như thế nào? Nó có mối quan hệ mật thiết trong đời sống hiện tại và đời sống vị lai cũng như đời sống quá khứ, tức là nó liên kết với nhau. Cái thứ hai nữa, nó là cái cửa ngõ hay nó là ông chủ quyết định cái sự nối kết biểu hiện của thân vật lý này
với cái thân tâm linh của toàn vũ trụ. Mà hôm trước mình có nói sơ qua, tức là cái cửa ngõ duy nhất để nối kết giữa cái thế giới vật chất và thế giới phi vật chất, giữa thế giới này và thế giới khác, giữa thế giới tâm linh và thế giới hữu hình, chính là cái tuyến tùng này. Thì như vậy cái tuyến tùng này nó chỉ là một cái thể vật chất biểu hiện ra để tạm giữ cái chức năng làm cái cửa ngõ để giao thông. Thành ra nếu như chúng ta không hiểu biết, chúng ta không thanh lọc, chúng ta không điều chỉnh, thì có khi chúng ta luôn luôn đóng bít cái cửa này và cái con đường giao thông của chúng ta sẽ bị tắc nghẽn. Và quý vị thấy cũng vậy, trong cái lời dạy của Đức Phật, trong lời dạy của Đức Phật thì Đức Phật đã dạy rất kỹ. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Thì như vậy ở trong đây quý vị thấy gì? Mình học được cái gì từ cái lời dạy của Đức Phật trong kinh điển căn bản? Cái thứ nhất là mình thấy được rằng cái mối quan hệ mật thiết giữa các thân, tức là từ cái phân tâm lý này nó sẽ điều hành và nó ảnh hưởng hết tất cả những cái hành động tạo tác về thân, về khẩu và về ý của mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình cũng đã học tới cái nguyên lý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, hay nói đúng hơn tức là lực hấp dẫn của vũ trụ. Thì như vậy khi mình tạo ra một cái từ trường, tức là khi mình khởi một cái niệm, tức là một cái ý nó phát ra, thì nếu cái niệm đó, cái năng lượng đó phát ra một cái từ trường ô nhiễm, bất an, thì ngay lập tức nó sẽ chiêu cảm hết tất cả những cái năng lượng bất an trong vũ trụ. Chưa nói đến cái nghiệp quả của mình. Và cũng vậy, sau khi nó gom tụ lại như vậy theo cái lực hấp dẫn đó, thì nó sẽ kết động lại, nó sẽ quy tụ lại thành ra những cái biểu hiện trên thân, trên miệng của mình. Và cái thứ ba nữa là nó biểu hiện ra cái quả cụ thể. Nó sẽ biểu hiện ra cái kết quả hay là những cái hình tướng, những cái tai nạn cụ thể chứ không phải là mơ hồ. Thành ra cũng tương tự như vậy, chúng ta cũng học thêm một cái nguyên lý thứ ba, tức là nguyên lý hai mặt, mặt phải và mặt trái. Tất cả các pháp trong thế gian này không có một pháp nào loại trừ ra khỏi tất cả những quy luật vận hành của vũ trụ này cả. Chỉ khi nào chúng ta thoát được, chỉ khi nào mà chúng ta thoát ra được cái vũ trụ này, hay nói đúng hơn khi chúng ta nhập định và chúng ta có được cái tuệ giác tối ưu, thì lúc đó chúng ta không còn bị cái quy luật của vũ trụ này chi phối nữa. Thì lúc đó chúng ta không còn bị cái tác động hai mặt hay là cái quy luật của lực hấp dẫn nữa. Thì như vậy cái quy luật hai mặt của các pháp là gì? Cũng với cái ý này của chúng ta khởi một niệm ra, thì nếu như mà chúng ta khởi một cái niệm ô nhiễm thì nó sẽ chiêu cảm hết tất cả những năng lượng từ trường ô nhiễm trong vũ trụ.
và nó quy hướng, quy tụ lại để nó tạo nên những cái thể vật chất, những cái kết quả cụ thể. Thì ngược lại, nếu như chúng ta làm phát khởi hay là phát triển những cái tâm niệm an lành, bình an, thảnh thơi, thì như vậy nó cũng sẽ chiêu cảm, nó cũng sẽ chiêu cảm hết tất cả những cái năng lượng an lành, thảnh thơi và bình an trong vũ trụ. Và khi đó tất cả những năng lượng bình an sẽ quy hướng và quy tụ lại qua những cái hành động cụ thể trên thân, trên miệng, và từ đó nó lại tiếp tục theo cái nguyên lý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu nữa, để nó kích thích hay là nó nuôi dưỡng những cái tâm niệm an lành khác được phát triển. Thành ra trở lại là mình thấy Đức Phật dạy rất rõ, Đức Phật dạy rất rõ tất cả những cái nguyên lý trong vũ trụ đó đều bao gồm trong một câu kinh, hai câu kinh này. Thành ra do vậy, nếu như chúng ta không quán chiếu, không thực tập nhìn sâu, thì chúng ta không thể nào nhìn thấy được những cái tâm niệm này, không biết được cái mối quan hệ từ phi vật chất trở thành vật chất, từ một cá thể cho tới những cá thể xung quanh. Thì như vậy chúng ta đã làm tổn hại chính bản thân mình, và còn làm tổn hại cả những người thân xung quanh, tổn hại cả môi trường của mình, và tổn hại cả cái thái dương hệ của chúng ta, cả hết cái cõi thái hư này. Thành ra trở lại, có những điều mà chúng tôi phải nhắc đi nhắc lại hoài để quý vị phải tập nhận diện chân chánh trong bát chánh đạo. Trong bát chánh đạo, Đức Phật phải đưa ra cái đầu tiên là cái chánh kiến. Bởi vì nếu không có chánh kiến thì chúng ta sẽ không nhìn đúng, không thấy đúng, và đã thấy không đúng rồi thì chúng ta thêm cái tưởng nữa. Con người ta bị sống trong cái ảo giác, tri giác sai lầm, mà cái tưởng của mình nó rất ghê gớm. Do đó khi mà mình đã nhìn sai mà thêm cái tưởng cộng vào, nó phóng đại lên, thì như vậy nó lại làm cho chúng ta sai lệch đi rất nhiều. Thành ra tập từ từ, quý vị phải tập từ từ bằng những cái hành động cụ thể. Lấy ví dụ như sáng nay chúng ta đã có nói qua từng cái nội quy trong khóa tu. Khi mà quý vị đi đứng lăng xăng, quý vị không có khả năng nhìn sâu, không có khả năng nhìn sâu để thấy cái gì đang dẫn nó, cái gì đang dịch dây nó, rồi mình sẽ bị hấp thụ những cái năng lượng lăng xăng bất an đó, rồi nó làm cho mình bị gì, bị vấp, bị ngã, bị đau trật. Hay là khi mà mình đi đứng mà lăng xăng như vậy, mình không có chánh niệm chánh giác, thì nó làm cho cái thân của mình bị căng thẳng, bị bất an, mạch máu và thần kinh của mình nó bị co thắt, làm cho độc tố lại không thải ra được, năng lượng lại không hấp thụ vào được. Thành cuối cùng nó lại làm cho nó bị bế tắc hơn, và chúng ta lại càng hấp tấp và càng lăng xăng hơn, rớt vào trong cái vòng luẩn quẩn. Cũng vậy, khi mà mình làm một cái việc gì, mình có nhìn lại phía sau, tức là mình theo cái nguyên lý hai mặt, tức là khi mình có nhìn lại phía sau nó, quán chiếu, tức là mình sẽ thấy trước. Quý vị càng nhìn lại sau bao nhiêu, càng cẩn thận bao nhiêu, thì quý vị càng thấy xa, thấy trước rõ bấy nhiêu. Một cái đôi dép đi xong mà mình thảy đó, mình không có ngó lại. Hay là khi mà mình đi vào vệ sinh mà mình xối nó đi, mình không quán chiếu nó lại, thì như vậy mình không có khả năng để nhận diện ra. Mà nếu không có khả năng nhận diện ngay trong cái thời điểm hiện tại, trong giây phút hiện tại, thì làm sao mình có thể nhìn xa hơn được. Thành mỗi một cái hành động của mình phải cố gắng làm sao tập dừng lại, tập nhìn kỹ lại. Quý vị càng dừng lại, càng nhìn kỹ ngay cái giây phút hiện tại,
mình càng biết nó rõ bao nhiêu thì quý vị càng có khả năng nhìn xa về tương lai bấy nhiêu. Rồi cũng vậy, qua một cái nghệ thuật ăn uống nhai vân vân thì chúng ta cũng đã học, chúng ta thấy rằng tất cả những cái hành động trong cuộc sống mỗi mỗi đều không thể nào mà mình có thể thất niệm được cả. Tại vì chỉ có một cái miếng nước, một miếng cơm, quý vị thấy như trưa nay, nếu mà chúng ta không có khả năng nhai sâu, nhai chậm, nhìn sâu, thì làm sao chúng ta có thể tiếp nhận được sự thật ngay trong cái giây phút chúng ta đang sống với nó, đang tiếp nhận nó. Và nhân nào thì quả đó tương ưng. Ngay trong giây phút hiện tại chúng ta đang ở bên nó đang ở trong mình, mà mình không có khả năng tiếp nhận được nó, không có khả năng nhìn ra được cái bộ mặt thật của nó, thì như vậy làm sao mà đi tìm nó ở đâu xa đó. Do vậy mà cái phần vi tế, ngay cái phần vi tế mình chưa có khả năng thực tập sâu, chưa nhìn thấy được, là cái phần thân tâm linh của mình và cái phần thân tâm lý của mình. Nhưng ít nhất cái phần thân vật lý và sinh lý quý vị nhận diện nó khá dễ. Bây giờ phải tập từ từ, tức là mỗi một bước chân của mình đi, mỗi một lời nói của mình, mỗi một cái động tác của mình, mình phải cố gắng làm chủ nó, cố gắng nhìn nó lại. Cũng như khi quý vị ăn, khi quý vị uống, khi quý vị nhìn, khi quý vị nghe, cố gắng giữ được cái sự sáng suốt, tỉnh giác của mình ngay trong cái giây phút đó. Đừng để nó dính vào và đừng để nó kéo mình chạy đi. Thì quý vị mới có thể nhìn thấy sâu được. Còn nếu không thì mình chỉ hời hợt trên bề mặt giả dối và chúng ta lại bị nó dẫn đi nữa. Thành ra khi mà quý vị biết rằng nếu như chúng ta không nhìn được trên cái bề mặt đó thì làm sao chúng ta nhìn sâu vào được bên trong đó. Thì trở lại cái ví dụ mà chúng tôi đã nhắc một số quý vị trong cái khóa tu vừa qua, nếu như chúng ta không có khả năng nhìn ở bên ngoài, quán chiếu vào bên trong, thì hầu như trong cuộc sống của mình hơn 80-90% tất cả những sinh hoạt của mình là đều sai lầm cả, đều tự thân chuốc lấy khổ đau. Và đó cũng là một lý do tại sao trong cái tứ diệu đế Đức Phật phải đưa ra cái hiển hiện trước mắt cho mình thấy trước, rồi Ngài mới bắt đầu dẫn mình đi vào cái sâu hơn để cho mình thấy được cái nguồn gốc, cái nguyên nhân gây ra nó. Thành ra bây giờ ở đây cũng vậy, quý vị phải tập nhìn những cái nó biểu hiện ra ha, rồi mình mới bắt đầu truy nguyên cái gốc của nó. Lấy ví dụ như khi quý vị tiếp xúc, quý vị tiếp xúc với một cái luồng gió lạnh, luồng gió bụi, khi quý vị tiếp xúc với những thức ăn ngon, thức ăn thơm, quý vị muốn ăn ớt, ăn tiêu, muốn ăn hành, ăn tỏi để cho nó kích thích, nó thơm, nó ngon, thì như vậy mình tiếp xúc trên cái bề mặt ngoài của nó. Mình nhìn kỹ hơn một tí xíu, mình sẽ thấy mình ra nước mắt, ra nước mũi, mình hắt xì, thấy không? Thì như vậy mình phải làm sao quán chiếu sâu hơn, phải nhìn sâu hơn, thử xem sau khi mình ăn xong như vậy, cái gì nó tiết ra nữa? Những cái dịch nhầy đàm trong cổ mình. Có khi mình ăn xong mình thấy cái bụng mình nó không ổn ổn lắm. Có khi mình ăn xong ngày hôm sau mình xả cái hơi ra, hay lúc mình đi vệ sinh mình nghe cái mùi nó hôi thối. Thành ra những cái đó là những cái mà mình phải tập nhìn, tập quán chiếu và phải tập thấy sự thật của nó. Phải nhận chân được cái sự thật của nó rồi thì mình mới bắt đầu đi tìm cái nguyên nhân ha, tại sao nó là như vậy. Tức là từ cái khổ đưa đến cái tập đó. Sau khi mình tìm được cái nguyên nhân rồi thì như vậy mình bắt đầu thấy là tại sao có người cũng như mình mà người ta không bị những cái bệnh đó, phải không? Người ta vẫn sống thảnh thơi. Thì bây giờ mình bắt đầu biết được là mình có khả năng diệt được nó.
Mà ở đây cũng trở lại cái nguyên lý năng lượng này mình đã hiểu hồi nãy. Tất cả các pháp trong thế gian, dù hữu hình hay vô hình, đều phải cần năng lượng để sống còn và phát triển. Và tất cả các pháp trong thế gian này đều phải tuân theo cái quy luật là vô thường. Thì nếu đã nó là vô thường, nó đều cần năng lượng để phát triển, và nó luôn luôn tuân theo cái quy luật bảo tồn năng lượng của vũ trụ. Thì như vậy, đâu phải cái bệnh của mình tự nhiên mà nó có, phải không? Không phải tự nhiên mà nó có. Và như vậy nếu nó lỡ có rồi thì mình phải làm sao? Mình phải tìm ra cái con đường để làm cho nó mất đi. Bằng cách cũng vậy, nhận diện ra cái năng lượng nào, cái thức ăn nào, cái cách sống nào làm cho nó phát triển. Thì bây giờ mình rút lui dần dần, mình chuyển hóa ngược lại. Thì đó là con đường tu tập, tức là đạo, hay là cách chuyển biến, cách sửa đổi. Thành ra quý vị thấy cái cách hướng dẫn dạy dỗ của Đức Phật rất là khoa học, rất là thực tế, và nó ứng dụng trong tất cả mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề, mọi lứa tuổi. Nếu như từ cái ăn mà mình không nhận được, mình không nhận được những cái nó biểu hiện bên ngoài ngay lúc mình tiếp nhận nó, thì làm sao mình có khả năng nhận được nó sâu hơn ở trong miệng mình, trong phổi mình, trong dạ dày mình, hay trong ruột mình. Rồi thậm chí những ngày hôm sau nó xả ra bên ngoài cho mình, nhưng mà mình cũng phớt lờ. Thì nếu như vậy, mình không có cái khả năng nhìn thấy cái sự thật là cái khổ, thì làm sao mình bắt đầu đi truy nguyên cái nhân của nó, tại sao nó như vậy. Thì khi mình truy nguyên cái nhân của nó, thật ra cũng như mình đã học, không có một pháp nào hoàn toàn tốt và không có một cái nào hoàn toàn xấu. Đây cũng là một cái khía cạnh của nguyên lý hai mặt của tất cả các pháp trong vũ trụ. Nếu như không có những phản ứng biểu hiện đó, thì con người ta cũng sẽ bị tổn thương, cũng sẽ bị chết, cũng sẽ bị bệnh. Nhưng mà nếu có những cái phản ứng nó xảy ra, có những cái biểu hiện đó mà mình không biết lắng nghe, không biết dừng, thì cuối cùng nó cũng làm mình bị tổn thương, bị bệnh. Chẳng qua đó là một cái cơ chế để bảo vệ tự thân của mọi loài sinh vật, mà đặc biệt là con người. Khi mà mình tiếp xúc với một cái loại hóa chất thuốc thử môi trường, hay là những cái độc tố, thậm chí là một chất dinh dưỡng, thậm chí là một cái thức ăn tốt, một cái môi trường tốt, và nếu như mình lạm dụng nó, thì ngay lập tức nó cũng sẽ biến thành cái xấu, ngay lập tức. Thì ở đây mình nói tới cái hữu hình trước để cho quý vị thấy. Nếu như quý vị ăn gia vị, quý vị ăn những chất kích thích, thì nó đi vào cơ thể mình, trên bề mặt mình nghe ngon, nghe thơm, mình thấy nó dễ ăn, dễ nuốt. Nhưng mà nhìn sâu hơn thì mình thấy nó làm cho mình bị tiết ra dịch nhầy, bị ho, bị hóc, bị khó tiêu. Hay là mình xả cái mùi ra, nghe nó hôi thối, nó nồng. Có khi là mình thở ra, hơi thở cũng hôi thối. Thì như vậy đó là một cái chất không tốt, một cái chất hữu hình. Như vậy còn một cái vô hình thì làm sao? Một cái vô hình là chẳng hạn như một cái tâm niệm bất an, lo lắng, sợ hãi của quý vị. Cũng vậy, nó làm cho mình toát mồ hôi, nó làm cho tim mình đập nhanh lên, nó làm cho cơ bắp mình cứng lại, nó làm cho cái thân nhiệt của mình cao lên. Thì như vậy, tất cả những cái đó hoàn toàn nó không phải xấu. Nếu như khi mà mình tiếp xúc, mình ăn những cái hóa chất đó, chẳng hạn như gia vị, nó có khả năng kích thích khi người mình nó suy nhược, mình không muốn ăn. Tiêu, tỏi, khi mà người mình bị cảm cúm, bế tắc, nó sẽ giúp cho mình khai thông khí huyết. Nó không có, nó hoàn toàn không có tốt
mà nó hoàn toàn cũng không có xấu. Nhưng bởi vì mình chế biến không đúng cách, bởi vì mình lạm dụng nó, do đó cơ thể mình mới tiết ra dịch nhầy nhiều, và nó làm bế tắc lại những cái cặn bã, những cái hóa chất đó trong cơ thể mình. Rồi từ cái sự kết tủa lại ở trong cơ thể mình, dính lại trong cơ thể mình, thì nó mới bắt đầu theo cái lực hấp dẫn, tức là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó lại chiêu cảm từ bên ngoài, làm cho mình lại tiếp tục thích ăn ngon, thích ngửi mùi thơm, thích tiếp xúc với môi trường đó. Để rồi khi mình đem cái đó vào trong người mình, thì nó lại bị cái lực hấp dẫn bên trong, tức là nó lại kéo đến và nó quy tụ lại để nó làm cho bị tắc nghẽn hơn. Và mình càng đưa vào nhiều bao nhiêu thì cơ thể mình nó lại càng phản ứng nhiều bao nhiêu. Và khi nó phản ứng nhiều thì cái dịch nhầy tiết ra nhiều và nó lại làm bế tắc nhiều hơn. Cũng như vậy, nếu như một cái phản ứng của tâm lý mình khi mình gặp một cái điều bất an, khi mình gặp một cái gì nguy hiểm, thì cơ thể mình nó tiết ra những cái nội tiết tố, những cái hóa chất để chuẩn bị cho mình đối phó với những tình huống đó. Thì cái chuyện đó hoàn toàn không phải xấu. Nhưng bởi vì mình lạm dụng nó, bởi vì mình không lắng nghe nó, và mình để cho những cái phản ứng đó nó tiếp tục xảy ra, hay là mình để cho những cái tâm hành sợ hãi, lo lắng, bất an một cách vô cớ, thành ra nó tiếp tục, nó kích thích, nó làm căng thẳng, thành ra mình mới bị cao huyết áp, mình mới bị trầm cảm, mình mới bị khủng hoảng, mình mới bị bất an, mình bị bệnh tật, mình mới bị ung bướu. Thì ngày mai mình sẽ nhắc lại cái cơ chế bệnh ung thư, hay là tất cả những cái khối nội kết trong cơ thể mình. Và quý vị hy vọng rằng quý vị phải nắm vững cái cơ chế này để mình có thể giúp không những cho bản thân mình mà cho tất cả những người thân, những người bạn của mình. Và đó cũng là cái con đường để mình giúp giải tỏa những cái gọi là những cái nạn của vũ trụ mình. Quý vị thấy một cái khối u của mình khi nó đau đớn, khi mình quằn quại, nó không khác gì khi một cái núi lửa nó phun lên đó. Thành ra mình sẽ phải học cái mối tương quan mật thiết của nó, tại sao nó ảnh hưởng giữa mình với trái đất, tại sao trái đất càng ngày càng bất an, càng ngày càng có nhiều cái thiên tai, và từ một tự thân mình phải chuyển hóa nó như thế nào. Rồi cũng như vậy, quý vị thấy rằng khi mình có một cái niềm vui, có phải cái niềm vui là không tốt, nhưng mà khi quý vị bị vui quá, quý vị lạm dụng quá, quý vị kích thích quá, thì cuối cùng nó cũng sẽ phản cái tác dụng để nó làm cho mình bị nhồi máu cơ tim, nó làm cho hệ thần kinh mình bị kích thích, căng thẳng. Thành ra chung quy lại, khi mà mình không có khả năng nhìn sâu, thì quý vị thấy rằng tất cả các pháp đều có khả năng bị lạm dụng, cho dù nó là một cái thức ăn ngon, cho dù nó là một cái tâm hành tốt, hay là một cái phản ứng tốt, một cái phản ứng để bảo vệ tự thân của mình thôi. Nhưng mà khi mà mình lạm dụng nó, khi mình không lắng nghe nó, và mình không biết được cái cơ chế vận hành của nó, thì ngay lập tức nó sẽ quay lại và nó làm tổn hại ngay chính bản thân mình liền. Và một lần nữa, không phải nó chỉ tổn hại một mình cá nhân quý vị, mà nó làm ảnh hưởng cho tới tất cả những người thân sống gần mình, cho tới những người xa mình. Chỉ có điều là càng xa bao nhiêu thì nó cái lực nó yếu đi bấy nhiêu, chứ còn nó ảnh hưởng cho tới cả cái thái dương hệ này. Nha. Quý vị chỉ nghe là người ta nói ảnh hưởng trên trái đất này không thôi, nhưng xin thưa với quý vị là ảnh hưởng tới tất cả chính hành tinh trong cái cõi thái hư, trong cái hệ mặt trời của mình. Và đó là cái mà những
thiết bị có thể đo lường được tới bây giờ.